Sáng ngày 7 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 26 tháng 11 âm lịch, Duyên Lành Hội Đủ, Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Hội An, trang nghiêm tổ chức lễ lạc thành ngôi chánh điện chùa Hội An tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Buổi lễ trang nghiêm với sự chứng dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trở về tham dự và niêm hương sái tịnh tại ngôi chánh điện vào sáng ngày 6 tháng 1 năm 2023. Đồng thời sáng ngày 7 tháng 1 năm 2023, Chư tôn Đức Tăng dưới sự chủ đàn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự cùng Chư tôn Đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đảm lập đàn kiết giới tại ngôi chánh điện. Buổi lễ còn có sự quan lâm tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Châu Ti, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó thư ký kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Thích Như Tước, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, đồng ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh cùng Chư tôn Đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh. Về phía Hội đồng Trị sự có Hòa thượng Đào Như, Hòa thượng Thạch Sọt San, đồng Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Tịnh tọa Thích Phước Nguyên, Phó tổng thư ký Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, cùng Chư tôn Đức, Hội đồng Trị sự các ban diện Trung ương, văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh Kiên Giang, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ, Cà Mau, Long An, Trà Vinh. Tham dự và chúc mừng còn có ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. Ông Vũ Tiến Lợi, Trưởng phòng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương, đông đảo tín đồ Phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự đại lễ. Sau tiết mục dân hoa và dân nghệ cúng dường, Thượng tọa Thích Lệ Lạc, trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc cho biết quá trình hình thành và xây dựng của ngôi Đại Hùng Bửu Điện chùa Hội An. Theo đó, chùa Hội An hình thành từ những năm 1905, bước đầu chỉ là một thảo am nhỏ thờ Phật, mái cỏ vách đất. Trải qua hơn 100 năm đồng hành với bao biến cố lịch sử, thời kỳ phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ 20, nhờ vị trí địa lý gần nhiều đạo tràng lớn tại xứ Nam Kỳ, các vị tăng trụ trì tiền nhiệm đã thỉnh được Tổ sư Khánh Hòa, Tổ sư Như Hiển Chí Thiền, Tổ đình Phi Lai, Sư cụ Thiện Tòng, Chùa Giác Hải Chợ Lớn để mở trường hương trường kỳ, khai đàn truyền giới cho tăng ni và giảng Phật Pháp cho Phật tử quanh vùng. Sau ngày thống nhất đất nước, chùa Hội An nhường lại để làm nhà truyền thống của huyện, đã có hơn 30 ngôi nhà được xây dựng trên khuôn viên đất chùa. Với tâm huyết của cố Hòa thượng Thích Pháp Huệ, cố Hòa thượng Thích Đắc Pháp, tiếp nối là Hòa thượng Thích Như Tước, Hòa thượng Thích Giác Giới, là sự quan tâm của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chính quyền đã chấp thuận chủ trương chuyển giao lại các chùa cho giáo hội, trong đó có chùa Hội An. Năm 2000, được sự giúp đỡ của chính quyền các cấp, chùa Hội An trùng tu lần thứ nhất, xây dựng mới cổng tam quan, sửa chữa các hạng mục, dần phục hồi các sinh hoạt thiền môn quy củ. Sau hai giai đoạn trùng tu, ngôi Đại Hùng Bảo Điện đã thành tựu viên mãn với kinh phí 30 tỷ đồng, trở thành ngôi nhà tâm linh vững chãi cho bà con nơi đây. Dịp này, Chư tôn Đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự các tỉnh thành cùng các cấp chính quyền đã có những lãng hoa, phần quà, khánh vàng, tịnh tài, tịnh vật đã gửi đến Thượng tọa trụ trì như một lời chúc mừng hoan hỷ. Thay mặt chính quyền, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu ghi nhận sự gắn bó sâu sắc của Phật giáo Việt Nam với truyền thống dân tộc. Bà mong rằng chùa Hội An ngày một phát triển trở thành ngôi nhà tâm linh cho bà con nơi đây, hướng dẫn Phật tử thực hiện tốt pháp luật nhà nước, hướng con người đến chân thiện mỹ. Hòa thượng Thích Giác Giới, thay mặt Hội đồng Chứng minh Ban Đạo Từ, nói lên ý nghĩa tâm linh quan trọng của ngôi chùa đối với dân tộc Việt Nam. Chùa Hội An được hình thành nơi đây cũng vì hạnh phúc an lạc cho đời và muôn loài, tạo môi trường tu tập cho hàng cư sĩ Phật tử, là hàng đệ tử của Đức Như Lai. Mong rằng Thượng tọa trụ trì hướng dẫn quý thiện nam tín nữ Phật tử cố gắng tu tập và đi trên đường chánh pháp mà Đức Phật đã dạy. Sau khi kết thúc buổi lễ, Chư tôn Đức Tăng Ni cùng chính quyền các cấp đã di chuyển về ngôi Đại Hùng Bảo Điện, thực hiện nghi thức các bằng khánh thành, niêm hương, bạch Phật, tụng kinh và sái tịnh tại ngôi chánh điện chùa Hội An.